Và phần tiếp theo, xin kính mời đồng đạo Đỗ Thị Mãi lên đọc đoạn văn giảng trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Và xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương xã Vĩnh Phú. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Phú. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự lân cận trong địa bàn huyện Thoại Sơn đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân. Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày rằm tháng 7. Và hôm nay cũng là ngày 12 tháng 8
năm 2022. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương, cũng được sự cho phép của chính quyền huyện Thoại Sơn cũng như xã Vĩnh Phú, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua thánh ngôn luận lời Đức Thầy và bốn câu giảng mà vừa rồi quý vị cũng đã nghe vị sứ ngôn viên đã giới thiệu. Về lời nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, có thể nói theo tinh thần Phật giáo thì ngày hôm nay là một trong những cái ngày quan trọng trong năm, là một trong ba cái rằm lớn còn gọi là rằm Trung Ân. Dầu rằng rằm Trung Ân nhưng theo tinh thần Phật giáo cũng như tinh thần dân tộc thì ngày hôm nay còn gọi là cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ngày hôm nay theo tinh thần Phật giáo thì ngày này còn gọi là cái ngày Tứ Tự. Ngày này ngày xưa một Kiền Liên được lời dạy của Đức Phật thiết lập một buổi chay tăng để thiết đãi các vị chư tăng thanh tịnh, và sau đó thì nhờ cái sự chú nguyện của các vị chư tăng thanh tịnh cộng với cái lời thuyết pháp Vu Lan Bồn của Đức Phật mà đã đưa bà Thanh Đề từ cõi địa ngục vô gián và thác sanh lên cõi trời. Vì vậy cho nên dầu rằng đây là tinh thần Phật giáo, nhưng theo chúng tôi nghĩ rằng đối với dân tộc Việt Nam, chúng ta là dân tộc tín, dân tộc tin vào thần quyền, dân tộc có sự cúng ngự cúng lại thờ phượng tín ngưỡng theo một cái quy trình về tổ tông, ông bà, cha mẹ. Vì vậy cho nên đạo hiếu là một cái đạo chung của dân tộc, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta có một cái tổ tiên chung, có một cái nòi giống chung, cùng chung một mẹ Lão Cơ, cùng chung một cha là Lạc Long Quân, lại có một cái mệnh danh đồng bào. Thì gần như hiện giờ này trên thế giới mình có 235 quốc gia, trên cái quả địa cầu gần 500 triệu km vuông, có năm châu bốn biển gần 8 tỷ người. Nhưng mà kỳ thật ra trên 235 quốc gia này, 197 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, thì duy nhất chỉ có Việt Nam chúng ta là một đất nước, nếu nói về dân số đứng thứ 16 trên thế giới, nếu nói về diện tích đứng thứ 65 trên thế giới. Tuy nhiên đặc biệt dân ta không đông, đất ta không rộng, nha, mà chúng ta được có cái điều ưu đãi là dân ta là đồng bào, dân tộc ta đồng bào do một bào thai sinh ra. Cho nên hôm nay theo tôi nghĩ rằng dầu rằng đây là một tinh thần Phật giáo trong cái ngày Tứ Tự mùa Vu Lan báo hiếu, nếu chúng ta hiểu về cách khách quan theo tinh thần dân tộc thì ngày hôm nay cũng là ngày lễ chung của dân tộc Việt Nam, không khác nào như cái ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương vào cái ngày mùng 10 tháng 3 là giỗ tổ chung. Thì ngày mùng 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ chung, thì ngày hôm nay là cái ngày cầu nguyện chung, cái ngày chúng ta hướng về ông bà, cha mẹ. Mỗi đồng đạo chúng ta nếu như người nào cài lên áo mình một bông hồng trắng thì ngày giờ này là cơ hội nhất, một năm có 365 ngày, thì ngày hôm nay là một cơ hội ngàn vàng để chúng ta dùng những cái lời cầu nguyện, chúng ta làm những cái điều tốt đẹp, thánh thiện để hồi hướng cho ông bà, cha mẹ chúng ta, những người đã ra đi về thế giới vĩnh hằng, được siêu sanh nơi cõi thọ. Đó là tinh thần chung, chúng tôi nói về tôn giáo, chứ tôi không nói về tinh thần. Chúng tôi nói về tinh thần dân tộc, chứ chúng tôi không nói về tinh thần tôn giáo. Và hơn thế nữa, những ai hiện giờ này còn có cha có mẹ cài trên áo mình một bông hồng màu đỏ thì chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau làm lành hướng thiện, luôn luôn có một cái sự mong cầu cho ông bà cha mẹ chúng ta được hưởng muôn điều phước thọ và sống lâu trăm tuổi với con với cháu. Thì tôi thiết nghĩ rằng đây là những khái niệm chung, gần như mỗi nhà, mỗi cá nhân, mỗi góc độ, dầu rằng một quan chức, dầu rằng là một địa vị có khác nhau, nhưng mà đây là tinh thần chung tất cả chúng ta ai cũng đều hướng đến. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rõ trong đất nước Việt Nam của mình, gần như giờ này có rất là nhiều ngôi chùa, trên dưới mấy ngàn ngôi chùa, nhưng mà ngày hôm nay thì các chùa theo chúng tôi được biết rằng đông đúc khách hành hương. Rồi đồng thời ngày hôm nay cũng rất là nhiều người làm công tác từ thiện xã hội, đa phần những người ở trong thôn xóm, những người mạnh thường quân thì thường chọn những ngày này để làm một cái công tác bố thí,
cũng không ngoài mục đích như chúng tôi vừa nói trên, trong tinh thần đền đáp chữ hiếu với ông bà cha mẹ. Và hơn thế nữa thì đối với tinh thần tôn giáo, đây là một cái điều quan trọng hơn nữa mà mỗi đồng đạo chúng ta khi có quy ngưỡng rồi thì Đức Thầy đã dạy rất rõ là một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi, ai ai hả đắng mà suy thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Vì vậy cho nên Đức Thầy đưa đến mẫu chuyện một kiền liên để nhắc đến ngày hôm nay. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải lấy đó làm gương mục, là một cái gương mục. Ngoài cái việc chúng ta tu cho mình ra thì mình còn cái trách nhiệm, đó là chúng ta còn vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, hoặc là nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ vãng sanh liên đài, hoặc là ráng tu đắc đạo cứu của quyền thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình vóc học cơ quyền. Vì vậy cho nên đây là một vấn đề chung, theo tôi nghĩ là vấn đề chung, dầu đời hay đạo chúng ta đều hướng đến cái tinh thần dân tộc đối ông bà cha mẹ chúng ta. Cho nên hôm nay trong nội bộ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta trên dưới 402 ban trị sự, thì gần như ngày hôm nay tất cả các giáo lý viên đồng nghiệp chúng tôi làm nhiệm vụ cùng khắp, cũng giống như những ngày đại lễ vậy, ở các điểm thuyết giảng giáo lý ở nơi đây và các nơi khác trên 20 tỉnh thành, trên 402 ban trị sự, thì đều thực hiện một cái phương châm là chuyển tải thông tin thánh ngôn luận lời Đức Thầy. Và cái lợi ích đó thì đều hồi hướng đến ông bà cha mẹ của quyền chung của chúng ta. Và rất mừng thì hôm nay trở lại xã Vĩnh Phú, thì lần này đến đây chúng tôi nhớ cũng được đôi lần, thì cũng cái hội trường này, cũng cái bục nói này, cũng với các vị trong ban tổ chức, các vị đồng đạo khả ái yêu kính của chúng tôi, cũng các đồng đạo của chúng ta, thì những hội trường trước thì mình cũng đã chia sẻ trao đổi tâm sự với nhau qua lời dạy Đức Thầy, thì hôm nay cũng vậy thôi. Cho nên giờ này thì chúng tôi trở về đây làm nhiệm vụ, và đặc biệt ngày hôm nay được cái sự nhu cầu của ban tổ chức, chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua bốn câu giảng mà Đức Thầy đã dạy rất rõ: chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Vậy thì theo tôi nghĩ rằng bốn câu giảng này nó vừa mang tính chất về tôn giáo và cũng vừa mang tính chất về dân tộc, cũng rất là phù hợp trong bối cảnh hiện tại và đặc biệt rất là phù hợp trong cái ngày này. Bởi vì giờ này chúng ta tính cho kỹ lại, suy cho cùng lại, cũng vì cái sự bản ngã, cũng vì cái sự không đồng lòng nhất trí, cho nên trong nội bộ đạo chúng ta có những cái đang xen mà phải nói rõ rằng các cái vị lãnh đạo giáo hội thì rất là đau đầu. Và hơn thế nữa thì theo lời Đức Thầy dạy, cái nguồn đại đạo mà hôm nay Đức Thầy ra đời mở đạo là tại cái làng Hòa Hảo. Kính thưa đồng đạo, khi Đức Thầy đản sinh tại làng Hòa Hảo, lúc bây giờ ở quận Tân Châu duy nhất chỉ có một xã Hòa Hảo, một làng Hòa Hảo ở trong cái tổng An Lạc ngày xưa. Vì vậy cho nên tại sao Đức Thầy ra đời tại làng Hòa Hảo, thì nếu như chúng ta hiểu góc độ nào đó thì mình nghĩ rằng đây là cái điều trùng hợp, nhưng xin thưa là không trùng hợp. Bởi vì Thầy đã dạy là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển sang cái đất một bầu đặng lựa lọc con tiên chấp Phật. Cho nên cái làng Hòa Hảo này đã có từ trước, có nghĩa rằng đây là do Lý Thiên Đình hoạch định, do một cái sự sắp xếp của bề trên, để rồi ở miền Nam nước Việt chúng ta có cái làng Hòa Hảo, có cái xã Hòa Hảo, mà nơi đây là cái nơi Đức Thầy chúng ta mượn cái làng Hòa Hảo này để Đức Thầy tạo sát huỳnh danh thanh sắc trẻ, mà Ngài xác định rằng ngày ngày vân chỉ đáo lai trần thế cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã thần tờ qua thần hạ bút. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải khẳng định rằng Đức Thầy mượn làng Hòa Hảo, Đức Thầy mượn Đức Ông Đức Bà làm cha mẹ thân sinh để Đức Thầy ra đời mở đạo, mà Ngài xác định là xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Vì vậy cho nên tại sao Thầy lại mượn Đức Ông Đức Bà là ông cả bà cả làng Hòa Hảo, và mượn cái vị trí làng Hòa Hảo về địa dư, một cái danh tình, một cái danh từ siêu sức trong miền Nam nước Việt lúc bấy giờ? Bởi lẽ Đức Thầy muốn cái cuộc đời này, muốn cái cảnh đời này phải luôn luôn trở về với Hòa Hảo. Cho nên Ngài mới dạy rằng ước mơ thế giới lân Hòa Hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, hoặc là viết một ngọn lưỡi này một tắc đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn trờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển, liên dây Hòa Hảo. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng mục đích chính Đức Thầy ra đời, chẳng những Thầy muốn dân tộc Việt Nam
Chẳng những thầy muốn miền Nam nước Việt mà thầy muốn tất cả thế giới này đều trở lại với hòa hảo, đúng với câu ước mơ cho được đại đồng, tràn trề khắp cả lạc hồng mến yêu. Vì vậy cho nên với một cái bầu nhiệt huyết đó mà Đức Thầy đã dạy hai chỗ, một chỗ trong bài Sa Đéc thì Thầy dạy rất rõ, ước làm sao lên lưng bạch hạc, bay cả trời, tỏi từ bi. Và trong bài Không buồn ngủ Thầy cũng xác định rất rõ là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Vì vậy cho nên muốn đạt được các yếu tố đó, theo cái nguyện vọng của Đức Thầy chúng ta, thì ngay giờ này mỗi đồng đạo của mình phải trở lại với hòa hảo. Đôi khi chúng ta có cái tướng hòa hảo, đôi khi chúng ta đang thực hành theo giáo lý hòa hảo, Phật giáo hòa hảo, mình có một cái tướng hiền lành tốt đẹp, nhưng mà trong tâm ý chúng ta đôi khi mình bất hòa bất hảo. Vì vậy cho nên đôi khi người đời người ta bất hòa bất hảo thì còn được, bởi vì người ta không có tín ngưỡng về tôn giáo. Còn giờ này trong nội bộ đạo chúng ta, mình là cái người tu theo đạo Phật giáo hòa hảo, mà Đức Thầy đã dạy rằng đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh khoan hồng đại độ, ti tình thế đổi thay cho tấm lòng nhân chẳng đổi. Cho nên hôm nay dầu ở một phương diện gì, dầu là băng trị sự, dầu là tín đồ, dầu là mạnh thường quân, dầu già hay trẻ, gái cùng trai, già trẻ bước vào. Vì vậy cho nên dầu trẻ dầu già đó chăng nữa thì cái quan trọng nhất là mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định cho đúng rằng hôm nay mình tu đạo Phật giáo hòa hảo, Phật dạy hòa thuận và tốt đẹp. Vì vậy cho nên ở mọi phương diện nào đó, ở mọi hoàn cảnh nào đó, thì chúng ta cũng phải luôn luôn ghi khắc trong tim mình, vào trí não của mình, với hai chữ là hòa hảo, luôn luôn hòa thuận, luôn luôn tốt đẹp. Như vậy thì có hòa thuận, có tốt đẹp thì mới thật sự là người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo. Còn giờ này nếu chúng ta bất hòa bất hảo thì chúng ta chưa phải, chúng ta chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài là người tín đồ thôi, còn trong tâm chúng ta thì lại khác, kính thưa đồng đạo. Và hơn thế nữa, bất hòa bất hảo đưa chúng ta về địa ngục, nó đưa chúng ta vào ba con đường khổ. Bất hòa bất hảo là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nó gây ra phiền mà não để rồi chúng ta phải thọ lãnh cái quả báo. Bởi vì mỗi nguồn tư tưởng của mình, mỗi lời nói của mình, mỗi hành động của mình đều có báo ứng ngay sau đó, theo tinh thần nhân quả. Và bên cạnh đó, nếu như đồng đạo nào thực hiện được hai chữ hòa hảo thì chúng ta thật sự là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, thực hiện đúng theo tôn chỉ là dạy Đức Thầy. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ sanh vô lượng phước đức, mình sẽ không còn phiền não nữa, mình sẽ rất là hoan hỷ. Dầu rằng gặp người đó người ta nói sai, dầu rằng gặp người đó người ta hại mình, mà lòng chúng ta hoan hỷ thì lúc bây giờ từ đó sanh phước. Và đó là một cái nền tảng căn bản, và đó cũng là nhân để rồi chúng ta sau khi bỏ xác thân này, chúng ta được đi lên, đi vào cảnh giới an lạc, thoát khỏi cái kiếp trầm luân thống khổ như trong hoàn cảnh hiện tại. Chính vì lý do đó cho nên Đức Thầy mới dạy bốn câu giảng này không ngoài những cái ý mà chúng tôi vừa nói ở trên, kính thưa đồng đạo. Cho nên bốn câu giảng chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực khua vọng vàng, đánh thức bốn phương chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận trọn đường quý nguyên. Thì đây là bốn câu mà Thầy sáng tác trong một thánh phẩm Thù Đặc Cuối mà Đức Thầy sáng tác vào lối tháng Chạp năm Canh Thìn. Vì vậy cho nên trong thời gian Đức Thầy ở nhà thương Chợ Quán Sài Gòn không dài lắm, kính thưa đồng đạo, không dài lắm mà Đức Thầy đã sáng tác được ba quyển giảng. Được ba quyển, Đức Thầy ở đây mới có là phải nói là chỉ có 3 tháng thôi, có hơn 3 tháng thôi, mà Đức Thầy đã sáng tác được 20 bài thi và một quyển giảng. Thì tức là quyển phiến thiện, thì trong 20 bài thi đó thì có cái bài Thu Đó Cuối. Ở đây là một bài thi mà phải nói rõ là mang một tính chất hết sức là phải nói những cái phương pháp tu hành. Đức Thầy dựa vào cái thời tiết, Đức Thầy thấy cảnh sanh tình mà sáng tác bài thi này. Và đặc biệt thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ qua bốn câu thi này. Thì giờ đây chúng tôi cùng quý vị, chúng ta sẽ đi vào từng tự. Chúng tôi sẽ chia sẻ theo cái cách gọi là chú thích từ ngữ, để rồi chúng ta có một cái tổng luận ở mỗi câu, và cuối cùng rút lọc kinh nghiệm trong đời tu của mình. Thì có thể là thời lượng chúng tôi trình bày thì có khoảng trên 60 phút, cũng có thể là từ 1 tiếng rưỡi trở lại. Thì cũng mong rằng quý vị cũng cố gắng lắng nghe. Thì kính thưa đồng đạo, câu giảng đầu tiên Thầy dạy là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực. Vậy thì chính vì đứng trước một cái bối cảnh
Mà rõ ràng trong giai đoạn Đức Thầy ra đời mở đạo năm 1939 năm Kỷ Mão đến khi Thầy viết bài này là cuối năm Canh Thìn, tức là sau đó hơn một năm. Thì nếu nói về góc độ khách quan thì dân tộc Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta đang bị giặc Pháp đô hộ. Thế giới thì đang xảy ra một cái việc chiến tranh thế giới lần thứ hai 1939-1945. Cho nên lúc bây giờ trong tinh thần dân tộc thì có nhiều cái sự chia rẽ. Đôi khi cũng là con dân Việt Nam mà lại bán mình cam tâm vì danh lợi làm tay sai cho Pháp, để rồi hà khắc, hiếp đáp, chiếm đoạt, bóc lột dân tộc của mình, anh em của mình, máu thịt của mình. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên nếu mà nói về cái từ chứa chớ chia rẽ này, chúng ta nói về góc độ rộng về tinh thần đạo Pháp, thì Đức Thầy nhìn thấy cái cảnh nước đất nước Việt Nam chúng ta ly tán, nó không cùng một hướng. Chính vì sự ly tán ấy mà người Pháp mới có cơ hội thôn tính đất nước Việt Nam chúng ta gần ngót 100 năm. Mà tiếng súng đầu tiên thì họ nổ tại Đà Nẵng vào năm 1858. Kính thưa quý vị, vì vậy cho nên từ chớ chia rẽ này có thể chúng ta hiểu tinh thần dân tộc. Bởi vì giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, ngoài cái việc về vì đạo Pháp, ngoài cái việc vì đạo Pháp, bên cạnh đó Thầy còn nêu cao tinh thần dân tộc. Thương sanh chúng đòi cơn dạ ngọc, ta quyết gìn chủng tộc giang san. Hay hoặc là Thầy dạy rằng đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật, một chiến sĩ trì trí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, sẵn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng nói của non sông, cương quyết đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chung cho nòi giống. Cho nên Đức Thầy chúng ta là một ông Phật, nhưng Ngài là một ông Phật yêu nước thương nòi. Một ông Phật ra đời gặp cảnh quắc phá gia vong, cho nên ông Phật này sẵn sàng tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Đền sông nợ nước thù nhà, thuyền môn trở gót Phật Đà Nam Mô, mà Ngài dạy rất rõ trong cái bài cho thi chỉ thi sinh Liệt Châu quý vị kính hương đạo. Vì vậy cho nên chính vì là đó, Đức Thầy đứng trước cái hoàn cảnh như vậy, Thầy mới kêu gọi dân tộc Việt Nam đừng có chia rẽ, phải đứng lên đánh đuổi ngoại xâm. Đối với Nam thì Thầy dạy rất rõ, hỡi thanh niên trong nhà Nam Việt, thanh niên đừng mài miệt truy quan, cùng nhau hiệp bạn vài đòn, luyện rèn thao lược đặng toan báo cừu, cứu được nước danh lưu thanh sử, nói tinh thần quân lữ phù tan, lòng yêu tổ quốc hoàn toàn, sông pha chiến địa gian nan xá gì, chớ có ngủ ly bì trong mộng, để dân ta mãi sống khốn cùng. Á đông xuống nổ đùng đùng thì ta cũng phải dễ dùng thoát ly. Đừng mê muội mê si tủ sắc mà buông tha lũ giặc cùng đường, thanh niên nghĩa vụ phi thường, phận là phải biết yêu thương giống nòi. Kính thưa đồng đạo, thì ngoài việc gọi đoàn thanh niên, Đức Thầy còn gọi đoàn phụ nữ. Chị em ơi, Bắc Nam là một, chị em là gường cột giống nòi. Dở sử sanh Nam Việt mà coi gương trưng triệu còn roi muôn thở, chẳng lẽ xưa hay mà nay dở khiếp nhược là cái cớ gia vong. Chí anh hùng của khách quần tho đâu có kém bậc tu mi nam tử, sách thánh huyền truyền lưu mấy chữ, thất phu còn trách nhiệm với non sông, cả tiếng kêu bạn gái má hồng, đem son phấn điểm tô tổ quạch. Kính thưa đồng đạo, rồi ngoài việc Thầy dạy nam, ngoài việc Thầy dạy nữ, thì Thầy kêu gọi tinh thần đoàn kết. Vậy anh em hãy chung lưng lại, dùng sức mình đánh bại kẻ thù, tỏ ra khí phách trượng phu, dung long tuyền kiếm tận tru gian thần. Nói không hết, chúng tôi chỉ sơ khởi vài cái đoạn giảng thôi. Hoặc giả Thầy dạy là nhìn non sông đượm vẻ u sầu, lòng yêu nước bắt đầu tim sống dậy, cờ độc lập Bắc Nam chung phe phải, trước gió chiều hãnh diện cái lân bang, bỗng phương Âu vô số bọn tham tàn, tàu bom súng đem sang non nước Việt, ách nô lệ dân ta đà chẳng biết, nên quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng, chỉ quân Tây thề một tiếng rằng, thà cam chết không làm dân bị trị. Vì vậy cho nên hôm nay tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải thấy rõ tinh thần yêu nước của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là vậy đó. Chúng tôi chỉ rút vài đoạn thôi để chúng ta minh chứng được Đức Thầy là một ông Phật yêu nước, giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng với thần đất Việt. Vì vậy cho nên ba chữ đầu tiên này chớ chứ rẻ, thì yếu tố đầu tiên trong tình dân tộc, Đức Thầy kêu mọi người đứng lên để đánh đủ giặc ngoại xâm. Cho nên nếu nói về tinh thần dân tộc, chúng ta không lạ gì quý vị, mình không lạ gì qua cái mẫu chuyện bó đũa rồi. Mà mẫu chuyện này đã ăn sâu, hằn sâu vào hồn Việt.
của tất cả đồng đạo chúng ta qua cái mẫu chuyện bó đũa đó. Giờ này nói mẫu chuyện bó đũa, tôi nhớ là tất cả chúng ta cũng đều rõ mà ngày xưa khi mà tôi bắt đầu tôi học tiểu học thôi, thì tôi đã nghe thầy cô đã giảng dạy qua các yếu tố này rồi. Bởi vì qua mẫu chuyện này chúng ta rất rõ, ngày xưa thì gần như có một cái vị này rất là giàu có. Cho nên một bữa nọ thì ông kêu hết các con đông lắm. Thì đồng đạo nhớ người xưa thì con cái đông lắm, trên dưới cái chục, hơn chục người. Rồi ngài mới kêu tất cả con cái xuống lại, thì ngài mới đem ra một bó đũa và một cái túi bạc. Ngài nói hôm nay ta kêu các con lại, ta đưa một câu đố. Nếu các con người nào mà bẻ gãy bó đũa này thì gói bạc này sẽ về đứa đó. Thì lúc bây giờ các con mới là súng với nhau, cha để con, cha để con. Từ thằng hai, thằng ba lần lượt đến bó đũa, nhưng mà không có ai bẻ nổi cái bó đũa hết. Bó đũa không lớn lắm, chỉ khoảng chừng hơn 10 chiếc gỗ thôi, gọn thôi, mà bẻ không gãy. Thì lúc bây giờ dầu rằng các con cố gắng cả nào, nhưng mà gần như không đủ lực bẻ gãy bó đũa nguyên đàn con. Cuối cùng nghe các con đồng thanh, dạ thưa cha, con thua rồi, không có khả năng mà nhận được cái bạc mà cha cho rồi. Bởi vì bé cái bó đũa này nhỏ nhưng mà bé không gái chứ. Thì ông cha nói, này các con hãy nghe, hãy xem ta. Thì ông lấy ra từng chiếc ông bẻ một cách gọn gàng, trong một thời gian ngắn thôi là bó đũa nó gãy hết. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên khi mà gãy hết bó đũa rồi thì các con ai cũng ngạc nhiên, ai cũng tiếc nói, ủa sao nãy mình không thực hiện cách của cha mình, lấy từng chiếc đũa ra bẻ mà cầm nguyên bó bẻ đâu có gãy. Thì ông cha ông phán này, các con hãy nhìn cái bó đũa gãy kia mà phải nhận định ghi nhớ rằng anh em các con giờ này có hơn 10 đứa, cũng giống như bó đũa mà ta đem ra hơn 10 chiếc đũa vậy. Mà nếu anh em các con mà chia rẽ với nhau đó, thì hãy xem những chiếc đũa bà gãy đã bị bẻ gãy. Còn nếu như các con mà đoàn kết với nhau rồi thì như một bó đũa kia, không ai đập vỡ được, không ai bẻ gãy được, thì các con sẽ giàu có và các con mới giữ được cái di sản của cha để lại. Nó nhiều hơn gấp nghìn lần so với gói bạc này. Gói bạc này là phương tiện thôi. Bài học hôm nay ta dạy các con đó là bài học bó đũa, muốn các con đoàn kết với nhau như cái bó đũa vậy. Cho nên kính thưa đồng đạo, mẫu chuyện này cộng thêm câu ca dao, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Vì vậy cho nên những câu ca dao này và mẫu chuyện bó đũa tôi vừa kể đi sâu vào hồn Việt chúng ta rồi, ăn sâu trong tiềm thức, trong máu của người Việt Nam chúng ta, mà đôi khi mình quên đồng đạo. Rồi nhiều khi mình lâu lâu mình nhắc lại, mình thấy là mình hâm nóng lại, mình thấy rất là hay. Cho nên nói anh em ruột thịt thôi, ví dụ như bây giờ quý cụ ngồi ở đây mà có ba đứa con, hai đứa con, mà hai ba đứa con này nó gây lộn nhau tối ngày, quý cụ đâu có vui đúng không? Gần như cái gia đình chúng ta muốn mà làm giàu rất là khó. Bởi vì các con nó gây gỗ nhau ra hoài thì bực cha mẹ phải phiền não mới lo cho con. Đâu có thảnh thơi đâu mà nghĩ đến chuyện kinh doanh làm ăn giàu có gì đâu. Còn nếu như mà các con hòa thuận với nhau, trên hòa dưới thuận rồi, lúc bây giờ mình bắt đầu mới nghĩ đến chuyện khác, đến chuyện kinh tế, đến chuyện tương lai, thì gia đình mới khấm khá. Vì vậy cho nên phần đông các cái gia đình mà giàu có xã hội ngày giờ này thì đa phần từ ở cái chỗ đoàn kết. Con cái người ta, bè bạn người ta, anh em người ta thương yêu nhau dữ lắm. Còn những gia đình đau khổ bầm bầu với nhau trong cuộc sống này thì đa phần là xuất phát từ ở chỗ không đoàn kết. Từ chỗ không đoàn kết cho nên mới bằng cái sự đau khổ. Còn nếu chúng ta đoàn kết thì mọi cái là phải nói rõ là quá nguyên vẹn thôi. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên trong cái tinh thần dân tộc, đồng đạo nhớ không, ngày xưa khi mà Mã Viện đem quân qua, bởi lúc bấy giờ thì bà Trưng, bà Triệu của mình, hai bà Trưng của mình đó, đã đánh úp và tiêu diệt được Tô Định, an bình đất nước cũng được vài năm. Thì sau đó Mã Viện đem quân mạnh qua chiếm đoạt, thì sức yếu thế cô, cho nên cuối cùng thì hai bà Trưng chúng ta thất thủ. Cho nên lúc bây giờ khi mà Mã Viện chiếm được đất Mê Linh thì hắn mới cho xây một cái cột đồng cao lên, và trên cái cột đồng này hắn mới ghi một hàng chữ là đồng chủ triết, giao chỉ diệt.
Có nghĩa rằng nếu như cây trụ đồng này ngã đó thì dân giao chỉ bị tiêu diệt. Thì lúc bây giờ người dân Việt Nam chúng ta, dân giao chỉ chúng ta đi qua đi lại, thấy cái hàng chữ đồng trụ triết giao chỉ Việt, thì lúc bây giờ ai cũng sợ hết, sợ mình bị mất gốc, bị đồng hóa, bị mất gốc. Vì vậy cho nên mỗi người đồng sức đồng lòng, lúc này là đồng sức đồng lòng à. Cho nên câu tiếp theo thầy mới dạy là chớ chia rẽ và đồng tâm lực nè. Thì lúc này các vị này mới đồng sức đồng lòng với nhau. Mỗi người, người thì hạt sỏi, người thì viên đá, thảy vào cái gốc trụ đồng, đừng để trụ đồng nó ngã. Nếu ngã rồi dân giao chỉ bị diệt sao? Trong tinh thần quốc gia dân tộc. Cho nên ông cha ta mỗi người một viên đá, một hạt sỏi, một hạt cát, thảy vào gốc đồng, gốc trụ đồng. Thời gian không bao lâu thì dưới chân gốc trụ đồng là một cái ngọn núi nhỏ. Vì vậy cho nên trụ đồng này đời đời kiếp kiếp không có bao giờ ngã được, do tinh thần đoàn kết. Mà ngày giờ này khi chuyển luận về thiên lý ca, đức thầy cũng dạy rất rõ đó. Chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp chí, cột đồng nhà Nam. Rất rõ. Kính thưa đồng đạo, đức thầy muốn nhắc đến cái tích này để chúng ta thấy rõ trong tinh thần yêu nước. Cho nên quốc gia dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa thì ít, còn ngày giờ này thì có trên dưới gần 100 triệu. Ông cha chúng ta không muốn mình chia rẽ đâu. Ông cha chúng ta luôn kêu gọi tinh thần đoàn kết. Mà sự đoàn kết đấy thì thấy rất rõ, thấy rất rõ trong lúc mà dân tộc chúng ta bị hoạn nạn. Lúc bình thường thì lúc là chưa đau khổ, chưa thấy rõ chân tình, đúng không nào? Đồng đạo còn hình dung lại cách đây thời gian một năm hai tháng, khi miền Nam đất nước Việt Nam chúng ta phải nói rõ chịu Covid-19, nó tàn phá một cách hết sức là khốc liệt. Thì lúc bây giờ mình mới thấy được cái sự đồng lòng, cái sự hiệp sức với nhau, đoàn kết nhau trong dân tộc Việt Nam chúng ta. Từ lãnh đạo cao nhất đến địa phương cho đến người dân, đồng lòng thống nhất với nhau theo chủ trương chung để đẩy lùi dịch bệnh. Và cuối cùng thì chúng ta đã thắng trận. Dầu rằng nó có sự mất mát, bởi vì cuộc chiến nào cũng có sự mất mát cả. Cuộc chiến gì đánh giặc, chống dịch nó cũng không khác, đều có sự mất mát. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng chiến thắng do cái sự đoàn kết đó. Đoàn kết các cấp, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết mỗi gia đình. Vì vậy mình mới chiến thắng một cách hoàn ngoạn mục. Nếu mà so về phương Tây, so về các nước khác đang phát triển, thì gần như là chúng ta là người chiến thắng. Kính thưa đồng đạo, thì đấy là cái sự đoàn kết đó. Và hơn thế nữa, nếu nói về tinh thần dân tộc thì chúng ta đoàn kết về quốc gia như tôi vừa nói. Nếu nói tinh thần tôn giáo thì đức thầy chúng ta là cha chung. Tất cả chúng ta triệu triệu con tim người tín đồ Phật giáo và hảo là con của thầy. Cho nên tất cả chúng ta đều có một cha chung. Vì vậy cho nên cha mình rất buồn khi chúng ta chia rẽ, không đoàn kết. Cha chúng ta rất là vui khi chúng ta đoàn kết với nhau. Thì một lát mình bàn thêm. Vì vậy cái thầy mới dạy là đồng tâm đồng lực. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta không chia rẽ, mình phải đồng tâm đồng lực. Đồng tâm là đồng lòng, đồng lực là đồng sức. Cho nên là đức thầy dạy mà chúng ta suy gẫm rất là tuyệt vời. Phải đồng lòng đồng sức mới được. Nếu như giờ này chúng ta chỉ đồng lòng mà không đồng sức, không được. Tôi thấy trước cửa đây có xây một cái cầu. Khi nghe ban trị sự Vĩnh Phú kêu gọi quyên góp, tôi mừng lắm. Tôi đồng lòng với ông lắm. Mà đồng lòng không à, không có đồng sức. Đồng lòng đồng bạc không sức ra nữa. Một ngày công không có. Vậy có làm được cái cầu không? Không. Đồng lòng mà không đồng sức không làm được cái cầu. Đồng lòng tôi chịu đó, mấy ông xây cầu tôi chịu đó. Mà chịu bằng cái miệng nha. Không đóng góp đồng bạc nữa chứ. Còn không đóng góp ngày công nữa chứ. Thì đâu có được. Vì vậy cho nên đồng lòng là phải đồng sức. Đồng lòng xong phải đóng công, phải đóng của. Như vậy thì mới thành cái cầu. Rồi cái thứ hai nữa, nếu đồng sức mà không đồng lòng được không? Cũng không được nữa. Mấy ông ban trị sự đến viên góp thôi, bữa nay xây cái cầu trước cửa, cái nơi làm việc ban trị sự. Cái cầu này trị giá khoảng 1 tỷ. Lợi viên góp, con vô lấy vài triệu đóng góp với ổng đi.
cái đóng góp xong cái về nhà, cái khi mà ông đi nói con mình, mấy ông này ông làm cho tao không chịu biết không? Tại ông lại ở đây quyên góp, đóng góp thí cho ông vài triệu cho ông cho tao không bằng lòng, thì vậy là cũng không được nữa. Cho nên nếu như mà tâm mình khởi không bằng lòng trong cái việc làm đó thì vài triệu này đâu có phước gì đâu, giống như mình gọi là chiếu lệ cho qua thôi, không đạt kết quả. Cho vậy là giống như không cho, khỏi cho có sướng hơn cho, có phước gì đâu. Vì vậy cho nên đồng lòng đồng sức, hai vấn đề này đồng tâm đồng lực nó phải gắn kết với nhau. Hôm nay quý vị đến đây dự thuyết giảng cũng vậy, chúng ta phải đồng lòng đồng sức à, cùng với ban trị sự một lòng hướng về cái ngày hôm nay là cái ngày mùa Vu Lan Báo Hiếu. Rồi ngoài một lòng nó ra, chúng ta phải có một cái gì đó để đóng góp ban tổ chức. Và tiếp theo chúng ta đem cái thân mình, đem cái thân mình để chúng ta gần như là mình đến đây để dự ủng hộ Phật Pháp. Không phải đến đây mà mình không hiểu, không biết. Đến đây để cùng với chúng tôi, cùng với ban tổ chức để chúng ta hộ Pháp. Thì kính thưa đồng đạo, thì đó đồng lòng đồng sức đó. Kính thưa quý vị, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ, hiệp tâm, hiệp chí, chữ tu rất nhiều. Mà nếu như giờ này chúng ta hiệp tâm không à, không hiệp sức, không hiệp chí thì không được. Hai cái này nó phải gắn kết với nhau. Giống như bốn thầy trò Đường Tăng vậy là trước tiên thì Đường Huyền Trang phải có một cái tâm, có một cái tâm là phải hướng về Phật Tổ Như Lai để thỉnh được chân kinh. Nếu mà đi mà không thỉnh được chân kinh là không trở về đó. Cho nên tôi nhớ trong truyện của Võ Đình Cường có kể lại, khi đi ngang cái sa mạc Qua Bích, thì lúc bây giờ tôi nói là sự kiện thật, sự kiện lịch sử nghe, trong đó là sự kiện ở trong Tây Du của Phiên Ảnh. Thì lúc bây giờ sa mạc Qua Bích là một sa mạc lớn, cho nên lúc bây giờ thì Đường Huyền Trang cũng chuẩn bị nước đi qua sa mạc. Đi một đổ gì là không khéo đổ hết nước. Mà có người, một người đi ngang sa mạc này mà thiếu nước, coi như là chết giữa đường, không có sống được. Thì lúc bây giờ Đường Huyền Trang chính quay trở lại, nhưng mà mình đã quyết định là thỉnh được chân kinh mới về, mà giờ này chưa chân kinh sao về được. Cho nên nguyện với Bồ Tát bây giờ thà chết cũng đi nữa, quyết định thỉnh được chân kinh. Phải có một cái tâm quyết vậy. Thì chính vì cái tâm quyết đó, chính vì cái lòng thành đó, mà lúc bây giờ Bồ Tát ứng hiện một cái người trăng cù, và cuối cùng đem nước đến cho Đường Huyền Trang vượt khỏi cái sa mạc Qua Bích. Đó là chúng ta hiểu về lịch sử. Còn hiểu về Phiên Ảnh, đồng đạo còn nhớ không, khi lúc bây giờ thầy trò đến cái nước Tôn Nữ, thì lúc bây giờ nữ vương của nước Tôn Nữ thì gặp Đường Huyền Trang là thích rồi, muốn Đường Huyền Trang ở lại làm vua, cùng hưởng cái cảnh vinh hoa phú quý như bà. Vì vậy cho nên bà đâu có ký cái giấy thông hành, bà giam lỏng Đường Huyền Trang ở trong cấm cung. Thì lúc bây giờ Đường Huyền Trang nói một câu mà tôi nhớ hoài: kính thưa nữ vương, nữ vương có giữ được Đường Huyền Trang này là giữ được cái xác của Đường Huyền Trang này thôi, chứ cái tâm của Đường Huyền Trang này đã về với Phật Tổ từ lâu rồi. Một câu nói tuyệt vời, quá tuyệt vời. Như vậy thì câu nói này muốn nói với nữ vương rằng hôm nay nữ vương giữ tôi chỉ giữ cái xác này thôi, mà cái xác không hồn, mà trong tình yêu mà cái xác không hồn đó là cái gì đâu, giá trị đâu đó. Nó là một cái xác bị hoại diệt, cái xác hôi thối. Cho nên nữ vương là người thông minh, khi nghe Đường Huyền Trang nói như vậy rồi, giữ đây giữ cái xác không hồn có ít nghĩa thôi, kêu với thằng Hành cho thầy trò đi chứ phước cho rồi. Đấy, thì đấy là muốn nói rõ là một cái người mà có một cái lòng thần Phật như vậy, quyết định phải về Như Lai. Và chính vì vậy cho nên Đường Huyền Trang dầu có gặp trăm cây ngàn đắng thì Đường Huyền Trang cũng vượt qua hết. Đó là đồng sức đó. Rồi chẳng những thân mình mà còn phải nhờ trợ lực của là Tôn Ngộ Không, Chư Bắt Giới, rồi là Sa Thăng, rồi thêm các con ngựa nữa. Nó không hết. Vì vậy cho nên chính vì vấn đề đó mà Ngài mới vượt qua được, và cuối cùng để chứng thỉnh được chân kinh. Hôm nay chúng ta tu cũng vậy. Ngoài cái việc chúng ta một lòng hướng Phật, như tôi vừa nhắc lại, hiệp tâm, hiệp chí, chữ tu rất nhiều, thì đồng đạo chúng ta phải ra sức. Bây giờ chúng ta có lòng hướng Phật đó, mà chúng ta không ăn chay, không có chịu cúng lại, không chịu làm từ thiện, không có chịu niệm Phật, chúng ta thành không? Không.
dầu rằng chúng ta có một cái lòng muốn hành Phật, có cái lòng muốn giải thoát mà chúng ta không thực hành thì mãi mãi chúng ta không thành. Rồi ngược lại mình muốn lắm, mình làm từ thiện, mình cúng lại, mình niệm Phật mà lòng mình nghĩ khác, lòng không nghĩ Phật, không nghĩ về với Phật mà lòng mình cứ nghĩ trong cảnh danh lợi không, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng không thành được. Cho nên hai cái này đó, hiệp tâm hiệp chí đây, Đức Thầy muốn nói đồng sức đồng lòng đi đâu với nhau, mà đúng với câu là chớ chia rẽ phải đồng tâm lực. Và đạt được yếu tố đó, Thầy mới dạy câu thứ hai là khua giọng vàng đánh thức bốn phương. Chữ khua là gì? Động đậy, làm cho nó có tiếng động. Trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy, Đức Thầy viết chữ khua có hai chỗ thôi. Một là khua giọng vàng, hai là tức là khua đũa mèo mung ngờ chú thảo, muỗng rơi chó vện tưởng chó mồi. Mà Thầy viết rất rõ trong cái bài khuyên người vào lòng phước thiện. Như vậy thì khua đũa mèo mung, đây là tiếng khua của cái đũa, ý muốn chỉ cái cảnh đối khác. Con mèo con chó không có ăn, nó nghe chủ nó khua đũa khua mười muỗng, nó tưởng đâu là có cơm ăn, đặng nó nhờ những cái hạt cơm đổ của chủ nó. Cảnh cảnh đối khổ lúc bây giờ đó đạo Thầy. Còn cái chỗ một cái văn cảnh ở cái chỗ khua giọng vàng thì nó khác. Đây là Đức Thầy khua cái tiếng nói, mà Đức Thầy dùng cái từ là giọng vàng. Đức Thầy khua giọng vàng. Như vậy thì khi mà nói cái từ giọng vàng thì chúng ta hiểu ngay đây là ông Phật. Ông Phật mới có giọng vàng, cho tôi dạo vị chưa có giọng vàng. Bởi vì ông Phật, cái thân ông Phật gọi là kim thân, cái miệng ông Phật gọi là kim khẩu, tiếng nói ông Phật nói ra tức là kim ngôn. Vì vậy nên giọng vàng là kim ngôn, tiếng nói của ông Phật. Mà Đức Thầy chúng ta là Phật, Ngài mới tự nói là Phật giọng vàng nè. Ông Phật này tên gì? Xin thưa, Phật này có cái hiệu là Kim Sơn Phật. Kim Sơn thương mãi còn lê thứ mà. Đức Thầy chúng ta là Kim Sơn Phật. Vì vậy cho nên cũng trong bài này Đức Thầy dạy rất rõ là giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, hạ đã lâu non giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Nghĩ đến đây gió ào ào thổi, ngẩng mình ra nhìn ngọn đông phong. Khổng Minh nhờ gió dũng công, còn ta nhờ được buổi mọc bay ta. Mà Đức Thầy đã dạy cũng trong bài này. Thì đây là cái giọng vàng Đức Thầy. Cho nên khua giọng vàng ở đây chúng ta hiểu ngay Đức Thầy dùng cái kim ngôn của Ngài động đậy lên, nói lên để làm chi? Với một cái tác dụng là đánh thức bốn phương. Bởi vì giờ này bốn phương ngủ mê quá. Nói chung đồng đạo, bởi vì thời kỳ Đức Thầy đó đời Mã Đạo thì gặp một cái cam go về tôn giáo cũng như về dân tộc tôi vừa nói. Tôn giáo đạo Phật lúc này đang xuống cấp một cách trầm trọng trong đất nước Việt Nam chúng ta. Đúng như câu là pháp môn bế mạc thánh đạo tăng du, người tâm trí tối đen đời lắm ma dương thấy đó, mà Thầy dạy rất rõ trong bài Sứ Mạng của Ngài. Vì vậy cho nên nói trong đây chúng ta mới nhớ lại, chúng ta mới nhớ lại rằng để đánh thức bốn phương thì Đức Thầy chúng ta dùng một cái kim ngôn, còn gọi là miệng nhít môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Dầu rằng lời Đức Thầy không phải là chính kim ngôn, lời Đức Thầy là văn ngôn, nhưng mà khi chúng ta đọc văn chữ, những con chữ này thì nó giống như chúng ta nghe lời Đức Thầy đang nói bên tai của mình. Dầu rằng Đức Thầy không dùng ngôn từ bằng cái tiếng, mà Đức Thầy chuyển lại là văn chương, là từ ngữ, nhưng mà âm thanh của văn chương và âm thanh của từ ngữ nếu nói về sự nó khác nhau, nhưng nếu nói về lý thì nó không khác nhau, nó giống nhau thôi, không có gì lạ cả. Thí dụ bây giờ đồng đạo chúng ta đọc cái chữ này khua giọng vàng nó thích bốn phương thì giống như chúng ta nghe là Đức Thầy nói các cái từ ngữ này mình nghe văng vẳng bên tai chúng ta vậy, đâu có gì đâu lạ. Vì vậy cho nên Đức Thầy Ngài mới dùng mọi phương pháp độ đời. Đức Thầy khua làm sao? Lúc đầu thì Thầy nói rằng đờn nhữ câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành giái bắt nôn cúi đầu trước quy Phật pháp. Lúc đầu Đức Thầy đờn. Lúc đầu Thầy đờn nhẹ. Nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây. Một lúc Thầy đờn cao. Đờn ta vốn thiệt không giây, vô duyên khó biết là Thầy nói xa. Đờn nhẹ đờn thấp, người nghe người không nghe. Đờn cao, người nghe người không nghe.
Cho nên thầy bắt đầu là đờn tay rồi lại đờn đóng, trách trong bá tánh gặp xong quên nguồn. Tức là đờn gần đờn xa, đờn tay đóng đờn hết, đờn vậy đó. Mà người nghe đạo lý thì mê cái lại nhún trời, nó lão kiếm cơm. Cho nên thầy mới đổi lại giọng chuông, đờn nghe không đủ thấm, bởi vì chúng sanh mê quá. Cho nên thầy mới giọng chuông, cái thầy giọng chuông à, tức là chuông linh khứa bảo hồi dục thuốc. Rồi ngoài giọng chuông ra, Đức Thầy còn nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biển minh lẽ nào, mà thầy viết trong bài cảm thán. Cái đó đồng đạo. Rồi đờn chuông còn chưa thấm nữa, lúc này nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc sai, tỉnh mà tỉnh mất nửa giấc. Vì vậy Đức Thầy mới xác định trong cái bài mà ngài đệ trình với ông Táo, còn gọi là trao lời cùng ông Táo: phần sĩ tăng tay trống miệng kẹn, giác thiện tính trắng hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, nuốt từ bi rọi khắp cả nhân gian, để trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nó thanh tịnh. Lúc này Đức Thầy sử dụng tất cả các cái nhạc cụ thì nó không hết. Thì đó là chúng ta thấy rõ, đó là khua dọn vàng để nó thích bốn phương đồng đạo ạ. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải nhớ các điều này để mình cố gắng thực hiện đúng là Đức Thầy. Đức Thầy hôm nay ra công mở đạo, chịu biết bao nhiêu khổ khó, phận tới sát phàm tới sẽ dưng, cúng dường cho Phật, Phật bình ưng, dầu cho phải chịu ngàn cay đắng cũng nguyện đạo màu sẽ chẳng hưng. Với một cái mục đích quan trọng là Thầy muốn chúng ta phải là người tu, phải là cái người giác ngộ. Nhưng mà xin thưa rằng ít quá, dân tộc Việt Nam lúc bây giờ trên dưới 19 triệu dân, mà mới tu đạo Phật giáo Hòa Hảo mới có 21 triệu một thôi, chỉ có 1 triệu thôi. Vào năm giai đoạn 1939-1940 mới 1 triệu thôi, ít quá rồi. Nếu chúng ta nói góc độ rồi đó thì rõ ràng là rất ít. Gần 20 triệu tôi mới có 1 triệu, ít lắm, đâu có nhiều đâu, tính không nào. Vì vậy cho nên hôm nay khi nói đến đây khu vọng vàng, thì mình phải nhận định được rằng Đức Thầy chúng ta khuyên tu hành hao sức tổn hơi mà, chẳng hề mở miệng ra thăng cấp. Cho nên hôm nay dầu mình không thương mình, chúng ta cũng phải thương Thầy đồng đạo ạ. Nào là miệng nhỏ tiếng to, giang bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dậy đồng mấy. Mà đặc biệt cái ngôn phong Đức Thầy, còn gọi là pháp âm Đức Thầy, thì tuyệt diệu lắm. Tôi cũng còn rất là duyên may, khi tôi ở làng Tân An của Tân Châu, cũng gọi là thánh địa, bởi ngày xưa Hòa Hảo thuộc về quận Tân Châu, cũng còn gặp nhiều cô bác lớn tuổi những năm trước đây thì cũng có tâm sự với tôi. Cũng có người đã từng nghe Đức Thầy thuyết pháp, chẳng những một lần mà hai lần ba lần vậy đó. Ngày xưa Đức Phật, Đức Thầy chúng ta lên diễn đàn, trong quá trình Đức Thầy 107 điểm đi dạo Lục Châu, giai đoạn tháng 5, tháng 6 năm 1945, thì lúc bấy giờ ngày đến đâu cũng vậy. Thường thường các diễn đàn được tổ chức ở ngoài sân vận động, mà ngày xưa gọi là sân tâm đó, thì cho sân trong nhà chứ đâu có hết đồng đạo. Mỗi người đến dự hàng nghìn người, chặt nứt cả cái sân vận động hết. Đức Thầy lên diễn đàn đâu có micro đâu, đâu có pháp phát phóng thanh đâu. Đức Thầy chỉ dùng cái kim ngôn của ngài, pháp âm của Phật, tiếng ngài nói nghe sang sảng, không lớn không nhỏ, người gần nghe cũng vậy mà người xa nghe cũng vậy. Cho nên lúc bây giờ các vị trí thức gọi Đức Thầy là bực, gọi là mồm sông bút sấm, đúng với câu là miệng nhích môi đầy văn tao nhã. Đức Thầy nói ngày này sang ngày kia không biết mệt mỏi. Một ngày Đức Thầy lên diễn đàn đôi ba lần, bởi vì chỉ có trên dưới 2 tháng mà Đức Thầy lên diễn đàn 107 điểm. Cho nên chính vì lúc đó Đức Thầy đứng không à. Vì vậy cho Đức Thầy thuyết pháp đạo thì Thầy không ngồi, Thầy đứng đâu đồng đạo. Cho nên đây cũng là một cái nét văn hóa của đạo Phật giáo họ chúng ta. Vì vậy cho nên nó trải qua nhiều thời kỳ đào tạo giảng viên cũng như là giáo lý viên chúng tôi. Cho nên giờ này mà trình bày với Đức Thầy đó, thì chúng tôi noi theo Thầy, không dám ngồi, thất kính với đồng đạo. Thầy đứng vậy nè để trình bày. Bởi vì có nhiều đồng đạo thắc mắc là tại sao mà là giáo lý viên mình không ngồi cho nó khỏe, nhưng mà ngày xưa Thầy đứng, bây giờ tín đồ Thầy sao dám ngồi. Kính thưa đồng đạo, có hai mẫu chuyện. Một là mẫu chuyện ở tại An Phú, lúc bây giờ Đức Thầy thuyết pháp tại đình Vĩnh Lộc. Thì cái nơi đó cách đây vài ngày tôi cũng có về làm nhiệm vụ ở kế đình Vĩnh Lộc, ở ban sự xã Vĩnh Lộc gần đây, các ngày trước đấy thôi, vài ngày trước nè. Thì lúc bây giờ
nghe Đức Thầy thuyết pháp ở đình Vĩnh Lộc, thì ngang sông đó là xã Phước Hưng. Cái người dân thiện từ ở cái vùng trên đó, tức là vùng Khánh An, Long Bình bây giờ đó, nghe Thầy thuyết pháp, tiếng đồn ầm ĩ tới trển, ở trển người thì đi bộ, kẻ thì đi xe chạy xuống nghe. Nhưng mà lúc bây giờ đâu có đò qua sông như bây giờ, chỉ dùng thuyền thôi à, mà số lượng người đông có thuyền qua đâu có kịp. Cho nên thì cô bác mà ngồi ở bên bờ bên kia Phước Hưng đó, mà con sông đó giờ gọi là sông Hậu đó, sông Tiền là ở ngoài bên cái bên Tân Châu của tôi, còn bên kia là sông Hậu chứ cứ An Phú đó. Thì lúc bây giờ khi mà ngồi bên bờ bên sông bên kia, quỳ xuống và chắp tay thì nghe tiếng Đức Thầy thuyết pháp bờ bên sông bên đây văng vẳng giống như ở gần Thầy vậy. Mà có nhiều cô bác lớn tuổi đã cảm nhận là những người trong cuộc lúc bây giờ cởi tôi nghe. Thì đó là pháp âm của Phật đó. Đó là khơi vọng vàng đánh thức bốn phương đồng đảo ạ. Thì chúng ta nói như vậy để mình thấy rõ là Đức Thầy mình là một vị quan Phật. Đức Thầy chúng ta có một cái kim ngôn ngọc ngữ, có những cái lời nói thánh thiện, mà những kim ngôn ngọc ngữ ấy giờ này được các thầy đúc kết lại trong sấm giảng thi văn toàn bộ mà chúng ta đang học đây. Thì đó là khua vọng vàng ở thức bốn phương. Vì vậy cho nên để nối tiếp theo con đường đó thì Đức Thầy mới dạy lên câu thứ ba: chấn hưng Phật giáo học đường. Vậy thì chấn hưng ở đây có nghĩa là cho được phấn khởi, được hưng khởi lên, hưng thịnh lên. Chữ chấn cũng nghĩa là chấn chỉnh, nhưng mà chữ chấn ở đây nghĩa là làm cho phát khởi lên, làm cho hưng thịnh lên, gọi là chấn hưng. Bởi vì lúc bây giờ thì phải nói rõ Phật giáo đang xuống dốc như tôi nói hồi nãy. Cho nên khi ra đời Ma Đạo, Thầy cho biết rằng nó giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên chính vì lẽ đó cho nên giờ này trong quá trình đó Thầy ra đời Ma Đạo, Thầy đã thành lập ban trị sự rồi. Sau đó Thầy vắng mặt một thời gian đến năm 1962 với sự chủ trì của đồng đạo học giả giáo sư còn gọi là nhà văn Nguyễn Văn Hầu và ông Lương Trọng Thường, thì chúng ta có ban trị sự lúc bây giờ. Thì lúc bây giờ ban trị sự cũng tích cực mở các lớp đạo, nào là đạo pháp khai tâm, nào là lớp tu nghiệp sơ cấp để đào tạo giảng viên. Lúc bây giờ thì chắc có lẽ là trong hội trường này cũng có một số vị còn học lớp đó theo tôi được biết. Bởi vì những cô bác mà lớn tuổi chúng ta ngoài 60 thì ngày xưa có tham gia lớp đào tạo đạo pháp khai tâm rất là, có thể là sống tại Đắk Nông đó, giờ này còn động lại. Thì nên chúng ta nói giai đoạn trước. Rồi sau đó đến năm Kỷ Mão 1999, khi được chính phủ cho phép đạo chúng ta tái hoạt động trở lại, và lần hoạt động này kéo dài đến ngày giờ này là trên dưới 23 năm nay, thì nói theo cái chương trình đó Thầy, chúng ta đã chấn hưng Phật giáo học đường. Bởi vì học đường là gì? Học đường là trường học, mà Phật giáo học đường là trường giải đạo Phật. Đức Thầy không phân biệt. Mục đích Đức Thầy thành lập Việt Nam Phật giáo Liên Hiệp Hội, như chúng ta thấy còn lưu lại trong sấm thi của Ngài, thì Đức Thầy chúng ta muốn phát dương nguyên cả đạo Phật, chứ không riêng Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đâu. Tuy nhiên cũng vì bản ngã, Đức Thầy có ý tốt, Đức Thầy muốn làm một cuộc cách mạng đạo Phật. Đức Thầy dám nói những cái sai của những tín đồ nhà Phật, mà những cái sai ấy từ xưa đến giờ ít có ai dám nói đồng đạo ạ. Ít ai dám nói. Bởi vì thường thường chúng ta lại phải nói rõ là mình luôn luôn bảo thủ, luôn luôn hẹp hòi, mình ít có chịu dám nói cái sai của mình lắm. Thường thường chúng ta giấu cái sai, mình chỉ phát dương nó tốt không ạ. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã lại Ma Đạo, Thầy dám nói cái sai của đạo Phật, Thầy dám nói cái sai của các vị tăng sư, các vị sư vải, với các cái nguồn thi mà chúng ta thấy rất rõ. Vì vậy cho nên các vị tăng sư, các vị thánh tăng, các vị thiện tăng, các sư vải nào tu hành chân chánh thì người ta thông cảm lắm, người ta không có tự ái. Còn cái người nào làm sai, nghe Đức Thầy nói chạm tự ái, cho nên lúc bây giờ họ nhìn Phật giáo của họ bằng ánh mắt khác, ánh mắt thân thiện cùng một thầy là Đức Thích Ca Mâu Ni không còn. Mà lúc bây giờ họ lại nhìn Phật giáo của họ chúng ta bằng mắt khác. Đáng lẽ ra những cái vị mà làm sai trong tôn giáo nhà Phật thì các vị này phải cảm ơn Thầy. Bởi vì Thầy chúng ta ra đời, Ngài dám nói các cái sai của họ, họ mới cảm ơn, có phải? Đằng này họ không có cảm ơn mà họ còn đổ oán. Chính vì vậy cho nên đạo giữa Phật giáo Hòa Hảo và đạo Phật có một sự chia rẽ kể từ đó.
Cho nên bây giờ vấn đề chấn hương Phật giáo học đường với đạo Phật chúng ta không cần bàn. Cái điều quan trọng là chúng ta bàn trong nội bộ đạo Phật giáo và hảo mình thôi. Cho nên thì nói đến đây chúng tôi cũng rất là mừng, bởi vì thực hiện theo lời Đức Thầy chấn hương Phật giáo học đường. Cho nên ngày giờ này trong đạo chúng ta từ năm 1999 năm Kỷ Mão đến giờ trên dưới 23 năm nay, chúng ta cũng mở được trên dưới là 454 lớp giáo lý căn bản rồi. Mà ngày hôm qua đây chúng tôi đã bế giảng cái lớp 452. Sắp tới đây thì ngày mai mốt đây thì ở Vĩnh Nhuận sẽ khai giảng cái lớp 455. Thì chúng ta thấy rõ đây là một vấn đề là Phật giáo học đường nè. Vì vậy cho nên muốn chấn hương Phật giáo học đường thì đồng đạo chúng ta nếu mà rảnh có điều kiện thì chúng ta nên tham gia các cái lớp giáo lý căn bản. Mà giờ này trong đạo chúng ta mở gần 500 lớp rồi. Và đặc biệt thời gian gần đây tôi rất mừng là các bạn trẻ, các lớp chúng tôi phụ trách thì học viên trẻ rất là nhiều. Giống như hôm qua là bế giảng cái lớp 452 đó, lớp này học viên trên dưới là 208 học viên, trong đó học viên từ 7 tuổi mà đến 14 tuổi 103 em, từ 15 tuổi đến đại học 105 em. Đặc biệt học viên vô học là 7 tuổi học lớp 1 đã học đạo rồi đồng đạo. Phải nói rõ đây là điều chúng tôi rất đáng nể. Phải nói rõ nó có những cái mà chúng ta thấy, nhất là mình là phụ huynh, vào những mùa hè mà có điều kiện cái ban trị sự mở lớp đó thì mình cũng nên cho con em mình nó học. Mà ở phần Tân Châu Vạn Phú của tỉnh An Giang đó thì chúng ta đi cũng An Giang mà, đi Bình Thọ Sơn, thì thường thường các lớp học đạo mùa hè này thì tôi chiêu sinh học viên nhỏ rất là đông. Chẳng những ở cái lớp Vĩnh Sương bế giảng hôm qua mà ở mà các ngày trước chúng tôi bế giảng lớp Phú Hữu thì học viên cũng giống nhau, cũng như ở lớp phường Long Châu của Tân Châu chúng tôi cũng vậy, học viên nhỏ không à. Chúng ta nhìn vào lớp học giống như lớp đại học vậy đó, lớp cấp 3 đó học sinh không à, có thể là cũng có một hai người lớn, có lớp không có người lớn luôn, học sinh không, từ lớp 6, lớp 7 đến lớp đại học. Mà đặc biệt mấy lớp nhỏ học sinh học rất là giỏi. Đấy thì đấy là chúng ta thấy là một cái bước ngoặt trong nền đạo chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp này để anh chị ngồi đây toàn bộ là những vị phụ huynh nè. Nhiều khi chúng ta có con có cháu đúng không, thì bây giờ đã qua rồi, giờ này gần tụ trường thôi, giờ mình không bàn tới. Mà sang năm nếu như điều kiện các ban trị sự ở xã Vĩnh Phú này hoặc các ban trị sự khác trong địa phận của huyện Thoại Sơn mình mà có mở lớp học mùa hè thì đồng đạo cũng nên vận động con cháu mình đi học. Quý lắm đồng đạo ơi, quý lắm. Đó là chúng ta chấn hương Phật giáo học đường. Bởi vì tuổi lớn như mình rồi, theo một định luật từ từ chúng ta cũng phải đi về Vĩnh Hằng thôi. Cái đạo này muốn phát triển là phải nhờ con em của mình đồng đạo. Tôi nhớ có các bậc phụ huynh mà nói với tôi cũng vui. Có vị thì nói chú Tâm biết không, con tôi đâu chịu học chú. Tôi nói học đi con, học xong lớp học đi và mẹ cho 2 triệu. Rồi có người nói chú Tâm biết không, con tôi đâu chịu học chú. Nó đi học một ngày tôi cho nó 100 ngàn nó học đó. Mướn, nhưng mà cũng nên mướn nữa. Đây là phương tiện mà. Thế đồng đạo yêu cầu nó học đạo là được rồi. Bây giờ chúng ta hy sinh 1 triệu, 2 triệu cho nó đúng không, cho nó học. Nó học xong rồi, nó tu rồi, nó lo cho mình rồi, mình lời gấp ngàn lần đúng không quý cô, quý bác. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói điều này để khi nếu có điều kiện ở nhà mùa hè ở nhà cũng chơi game, nó cũng chơi những chuyện sạp xí, cho nên giờ này mình cho học đạo là tốt chứ, rất tốt. Thì đấy là các cái hiệu ứng tốt đẹp trong cái quá trình chúng ta chấn hương cái học đường. Rồi bên cạnh đó nếu nói về cái phương diện này thì ban phụ truyền giáo lý hàng ngày túc tích cực để làm công tác phụ truyền. Ngoài cái việc chúng ta thuyết giảng giáo lý, do dịch bệnh corona cho nên thì chúng ta phải nói rõ là 2 năm rồi là công tác phổ truyền gần như đóng cửa. Chứ hồi năm 2019 về trước đó, một năm như vậy thì trong toàn đội giáo lý viên chúng tôi thuyết giảng là trên dưới khoảng 2.000 điểm. Lúc bây giờ chưa được 400 ban trị sự, mà một năm tổ chức là 2.000 điểm thuyết giảng thì đến kia cũng không ngoài mục đích chấn hương Phật giáo học đường. Mà Đức Thầy đã giải rất rõ rồi ở cái chỗ này rồi. Rồi bên cạnh đó để đáp ứng nhân sự thì ban sự trung ương đã mở được 3 lớp đào tạo giáo lý viên, mà chúng tôi là học viên của lớp thứ 2. Còn cái lớp thứ 3 thì giờ này vẫn còn chưa ra trường, có thể là tương lai trong năm nay có thể là ra trường giáo viên khóa 3, cũng không nhiều lắm, vài chục vị thôi. Và một cái điều nổi bật hơn nữa trong đạo chúng ta giờ này, đúng cái nghĩa mà Phật giáo học đường, thì trong đạo chúng ta cũng đã tranh thủ xin với chính phủ và được nhà nước công nhận cho chúng ta đang xây dựng cái trường trung cấp
Và đến giờ này thì trường Trung cấp Đạo Phật giáo Hòa Hảo thì xây dựng phải nói là tạm, gần như là tạm hoàn thành. Nếu không có gì thay đổi, nhân sự đầy đủ thì có thể bắt đầu hoạt động khai giảng vào năm học 2023-2024, có nghĩa là một năm nữa. Nếu không có gì thay đổi thì có thể một năm nữa trường sẽ đi vào giảng dạy chính quy. Thì khi đi vào giảng dạy chính quy rồi, trường trung cấp, nhưng mà từ từ sẽ nâng lên là cao đẳng hoặc đại học, thì lúc bây giờ đạo chúng ta có một trường đào tạo chính quy đó, mà từ xưa đến bây giờ lịch sử đạo chưa có. Thì cái ngôi trường này hiện giờ xây trước cửa An Hòa Tự, vốn do đồng đạo tự đóng góp. Cho nên thì sau khi cái lớp, cái trường trung cấp này mà thành hình giảng dạy sau 2 năm thì lúc bây giờ đồng đạo chúng ta sẽ gặp những gương mặt mới, và công tác tu truyền sẽ mạnh mẽ lên. Có nhiều người hơn giờ này rất hụt hẫng cái đồng đạo. Và đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi rằng giờ này đồng đạo mình, con em mình, nhất là những em mà có đại học hoặc giả là có tốt nghiệp là trung học cũng gì cũng được, mà nếu như mà chúng ta thấy hoàn cảnh gia đình mà nó đầy đủ đó thì mình cũng có thể hy sinh một phần nhỏ, gọi là cả vật chất tinh thần lối đạo. Thí dụ là con mình hai đứa hy sinh một đứa cho học đạo cũng được mà, đây là điều nên mà, bởi vì có hy sinh như vậy thì đạo chúng ta phát triển cái tương lai. Chứ chúng ta đừng ích kỷ, thôi con học đạo mà nó nghèo nó khổ lắm. Nó thật quý vị nghe, nếu ngày xưa mà tôi ích kỷ là tôi không có thành giáo lý viên đâu. Hồi lúc tôi học giáo lý viên đó, gia đình tôi nghèo lắm. Vợ tôi hàng ngày phải là đi bán khoai lang, chú chiên, chú nướng. Con ghé nhỏ tôi lúc đó mới mười mấy tháng tuổi thôi, rất là nhỏ. Tôi đi học khoảng một tuần, hai tuần tôi trở về là nó nhìn tôi không ra đó. Nhưng mà vì quá yêu đạo thôi, gần như đối tôi nghèo giờ không còn thành vấn đề nữa. Bỏ hết tất cả. Gần như lúc bây giờ bên ngoài ai cũng sầm xì đó. Tại sao không ở nhà lo cho con, gia đình mà lại bỏ nhà đi học đạo như vậy? Nhưng tại vì quá yêu đạo, ai nói gì đó kệ đi. Thì nhờ cái sự hy sinh đó mà giờ này thì cũng xin báo cáo đồng đạo về cái phần giáo lý thì đồng đạo đã tin tưởng ra tôi rồi. Còn về kinh tế gia đình thì ổn định, phải nói là ổn định, có thể đầy đủ các cái điều kiện kinh tế để rồi đủ điều kiện để đi làm đạo. Thế nếu như mà ông học giáo lý viên chắc giờ này đi ra Bình Dương làm mướn làm thuê rồi, có hả? Thật sự như vậy, hoặc là làm củ hộ đó. Nếu như mà sợ nghèo sợ giàu đó thì lúc này là làm mướn là chắc ăn à. Tại mình không có đất cát, không có cơ sở, không có ngành nghề, thì đương nhiên làm mướn là chắc rồi. Thì rõ ràng hôm nay nhờ hy sinh về đạo mà thầy dạy làm đường ngay thẳng có phần đủ cho. Chúng ta cứ hết lòng về đạo đi, mà phải làm với một cái nhiệt tâm hết lòng vô bị lợi nha. Vì vậy cho nên hôm nay cái ngày tổ chức cái giảng ở tại nơi đây, ban trị sự Hội Phật giáo và Hảo xã Vĩnh Phú cùng tất cả đồng đạo chúng ta nơi đây là mình đang chấn hưng Phật giáo học đường đồng đạo à. Dầu rằng ở đây chúng ta chưa có một cái trường dạy đạo, nhưng mà buổi thuyết giảng này nó cũng giống như cái trường dạy đạo vậy. Cho nên tôi mong rằng quý vị ủng hộ, các ban trị sự phải tạo điều kiện tổ chức thật nhiều buổi thuyết giảng. Có điều kiện thì chúng ta nên mở lớp giáo lý căn bản như tôi vừa nhắc, để mình chấn hưng Phật giáo học đường, làm cho người tín đồ Đạo Phật giáo và Hảo được hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn, thực hiện đúng theo tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, để chúng ta không hụt hẫng tín đồ đạo, để không hụt hẫng, để rồi một ngày nào đó rồi chúng ta hụt hẫng thì sao. Cho nên hôm nay cái gì cũng bằng trí thức đồng đạo bạn. Nếu chúng ta có hiểu đúng rồi thì mình mới hành đúng được, còn nếu như bây giờ mình hiểu không đúng thì chúng ta làm theo nó sai. Đa phần những cái trường hợp bị dị biệt hoặc là thêm thắt, hoặc là người sau thêm cái này bớt cái kia, hoặc là thời cuộc tiến cơ, thì tất cả những vấn đề này do cái hệ lụy là chúng ta ít học. Cho nên như chúng ta học đến đâu đến chốn rồi thì làm gì mình dám thời cuộc tiến cơ, làm gì chúng ta dám dị đoan mê tín, làm gì chúng ta làm dám làm những cái chuyện sáng quấy với thầy với đạo, do chúng ta không hiểu. Cho nên vậy là làm sai thôi, thì nó không hết, thì đó gọi là chấn hưng Phật giáo học được. Thì nếu chúng ta thực hiện được như vậy thì Đức Thầy mới dạy thêm là dưới trên hòa thuận để chọn đường quy nguyên. Vậy thì hồi nãy chớ chưa rẻ thầy dạy chúng ta là lãnh đạo, nhưng đến đây là dưới trên hòa thuận thì thầy dạy trong đồng đạo chúng ta, trên lại dưới lại. Như vậy thì trên dưới này là những cái từ ngữ gọi là tất cả, giống như đoạn khác thầy dạy là từ trên tới dưới thuận hòa, hai hơn châu báu một ngày giàu sang, thầy dạy rất rõ trong bài từ giả bụng đạo khắp nơi. Vì vậy cho nên dưới trên đây là tất cả, chứ không phải nói ban thì sự trung ương là trên, đồng đạo là dưới, không phải vậy nghe không.
không phải là cái người cao tuổi là trên, là cái người nhỏ tuổi là dưới, không phải là ông giáo viên là trên, đồng đạo ngồi dưới là dưới, không phải như vậy. Cái từ dưới trên là tất cả, dưới trên giống như đuôi đầu, dưới trên là tất cả đó. Mà thầy dạy là rung rung chuông lành bằng muốn tiếng kệ gọi hồn người hành thiện tri kinh, chứ hồn người cũng là tất cả, tất cả mọi người trở về với đạo. Vì vậy cho nên dưới trên hòa thượng đức thầy muốn kêu gọi tất cả trong đạo chúng ta phải đoàn kết, phải đoàn kết trong đạo. Và nói vấn đề này thì chúng ta là hụt hẫng nữa, bởi vì trong đạo của mình đây có những cái nó gần như chúng ta thấy rõ nó không có phải theo ý của mình, ý của thầy, lại có những cái tư tưởng dị biệt gọi là bất hòa bất hảo. Có những cái phải nói rõ là rất là mừng về cái sự phát triển của đạo, anh em lo cho đạo. Và đồng thời bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số hiện tượng gọi là bất hòa trong ban trị sự. Và chính vì tồn tại một số hiện tượng này mà đôi khi rồi nó làm cho đạo chúng ta chậm tiến đồng đạo. Thí dụ như bây giờ ở ngoài đồng đạo ngoài ta bất hòa còn được, bởi người ta là đồng đạo, do cái nhận định người ta bất hòa thì được. Còn anh em trong đạo, trong ban trị sự, chúng ta là những cái người đại diện, không phải đăng không mà tôi làm trưởng ban đâu, tôi phải đăng không tôi làm phó ban, tôi là đại diện ban trị sự 9 vị hoặc 7 vị trong cái xã này. Không phải đăng không người ta tôn sùng cái vị sư cửu gì đâu, mà muốn nói rõ đây là nhân duyên. Những vị này có thể nói ra được đức thầy chỉ định, những vị này có duyên được đức thầy phó thác thay đức thầy đó. Các anh em trong ban trị sự là thay đức thầy để lo chung trong đạo, mà đức thầy đã viết rất rõ trong cái bài lời ủy nhiệm cho các ban trị sự tinh bộ rất rõ. Vì thầy không gần gũi trực tiếp để giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt trọn quyền thu xếp tổ chức cho toàn thể bổn đạo có trật tự an ổn lo làm ăn. Vậy có phải ban trị sự thay thầy không đạo? Thầy biết trước rằng thầy không ở đây lâu, thầy sẽ ra đi, để thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đàn xá chứ đỏ. Trước khi đi thầy đã phó pháp cho ban trị sự rồi. Vì vậy cho nên ban trị sự thấy thầy là những người có một tiếng phải nói rõ đức độ. Cái đức độ này tôi nói ở tiền kiếp nha, tức là chúng ta có duyên với thầy, thầy mới phó pháp thay thầy. Vì vậy cho nên các ban trị sự, các ông trị sự vương, các ông phải nhận định đúng các ông là người thay thầy. Mà đã là người thay thầy thì chúng ta phải là người mẫu. Trong ban trị sự của xã Vĩnh Phú và các xã khác thì các anh em trong ban trị sự là những người mẫu. Mấy ông phải là người giữ giới luật đầu tiên, là cái người tu hành tinh tấn đầu tiên, để làm chi? Để cho các cái vị đồng đạo trong địa phương của mình nương theo mấy ông, vậy đạo phát triển được. Còn đằng này trong ban trị sự mà chúng ta còn kém quá, còn khuyết cái này, còn khuyết cái nọ, mà bảo anh em đồng đạo mà nghe lời của mình, gần gũi với mình khó dữ. Có nhiều ông ban sự nói tôi chí tâm ơi, ở đây tín đồ đông lắm, có mấy ngàn đó, mà mỗi lần thuyết giảng làm lễ lợi có mấy chục người à. Tôi nói mấy ông biết nguyên nhân sao ông ta không lại không? Ông nói tại vì ta không ưa ban trị sự. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Mấy ông biết sao ta không ưa ban sự không? Ông nói tại ta không thích. Tôi nói không, tín đồ Phật giáo bảo không ai dám nói rằng tôi không ưa ban trị sự cả. Nhưng mà tại vì mình là người đại diện ban trị sự, mình làm không đúng người ta không ưa. Trong anh em trị sự mình mà mình cứ là phải nói rõ là hơn thua với nhau, mình cứ bắt hòa với nhau mà bảo người ta phục mình sao được. Cho nên tôi nói thôi bây giờ cái quan trọng là chú tốn đi, chú là người gương tử đi, chú là người làm gương đây, tự nhiên đạo nó quay về chú à. Chú đừng có trách đồng đạo, tiên sử kỷ hậu lai sử bị bắt lỗi người, phải xét lỗi mình đồng đạo. Và thầy dạy rất rõ vấn đề này rồi. Chúng ta cứ trách tại sao đồng đạo xa ban trị sự, không phải đâu, tại chúng ta là cái người muốn làm cho đồng đạo xa mình. Chứ nếu như 7-9 thành viên ban trị sự này đoàn kết với nhau trên thuận với hòa, gọi là cả kêu lớn nhỏ đại huynh, từ nay nhẫn nại chống kình làm chi, từ trên tới dưới thuận hòa như vậy, đúng là cái người gương mẫu như tôi vừa nói. Thì lúc bây giờ đồng đạo tự đến với mình rồi. Tội nghiệp ông trưởng ban ông hiền lắm, tội nghiệp ông phó ban ông hiền lắm, tội nghiệp bên đây ban thư ký, ban trong cái ban trị sự viên hiền lắm, ai cũng một lòng lo đạo hết trơn á. Mấy ông này là thật tu đó,
Đồng đạo làm sao mà y như vậy đâu. Đồng đạo sẽ đến với mình mà chúng ta lo mà chứa chứ đừng đó. Kính đồng đạo. Cho nên hôm nay tôi nói ý này không phải là tôi chết hết chết ai, mà đây là ý chung, ý chung của toàn đạo, và đây là cái ý của thầy. Mà hôm nay chúng tôi nhắc lời được thầy thôi, bởi thầy dạy là lòng trẻ thảo biết đoạn biết kết mà. Phí xác phàm mê mệt đâu này, băng rừng và phá gốc gai, kiếm người lương thiện đến ngay niết bàn. Thầy cũng biết bài này trong bài thu đạo cuối. Đức thầy luôn luôn kêu gọi chúng ta đoàn kết. Đức thầy luôn luôn kêu gọi chúng ta thực hiện đúng theo 8 điều trong cấm đức thầy, mà đặc biệt là điều thứ 8. Tất cả chúng ta là con một cha. Mà nếu như con một cha mà còn giận người này ghét người kia vì quyền lợi này kia nọ thì không được. Trên đời này đồng đạo mới suy nghĩ rằng không ai ở vừa lòng người cả, ông trời ở vừa lòng người mà. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nhìn một người nào đó, nhận xét người nào đó, thì chúng ta nên nhìn về mặt tích cực. Nghĩa là chúng ta nên nhìn cái tốt người đó, chúng ta đừng nhìn cái xấu người đó. Nếu chúng ta nhìn cái xấu người đó rồi, xin thưa rằng chúng ta là người xấu đó. Bởi vì hàm quyết cứu nhân cái ngô tự khẩu, ngậm máu phun người miệng mình như trước. Trên đời này có ai dám nói mình không lỗi lầm không đạo? Mà ông Phanh đã nói rồi, nhân vô thập toàn. Vì vậy cho nên giờ này muốn để được đạt được đoàn kết, cái thứ nhất là chúng ta phải dẹp bản ngã. Quy cho cùng cũng vì bản ngã, cũng vì cái ta, cái tôi đáng ghét, cũng vì cái bản ngã này. Nên anh em chúng ta trong ban trị sự hoặc là ngoài ban trị sự có những cái sự không đồng nhất với nhau, ở bên nhóm này thì lại kiếm cách quỷ bán nhóm kia, ở bên nhóm kia chịu nhóm này không chịu nhóm kia. Chứ nếu như toàn thể trong đạo chúng ta mà đoàn kết với nhau hết rồi trở về với một đó, biết chừng nào được nguyên nhất thống mà thầy dạy đó, thì tôi xin thưa rằng đạo chúng ta phát triển lớn mạnh lắm. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta đừng vì bản ngã nữa, mà vì cái chung. Nhắc đến đây chúng tôi mới nhớ lại lời Đức Phật. Một buổi thuyết pháp nọ, Đức Phật đưa ra một vấn đề để hỏi các đồ chúng. Đức Phật nói: Này các ngươi, hôm nay Như Lai trao cho các ngươi một hạt nước, nhờ các ngươi đem cất giấu cho Như Lai chỗ nào mà đừng để mất cái hạt nước đó, tức là giọt nước đó. Thì lúc bây giờ các vị đồ chúng nói: Dạ thưa Thế Tôn, dễ mà. Thì Đức Phật nói: Nếu mà dễ thì các ông ví dụ thử ta nghe. Một ông nói là: Dạ thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn cho con giọt nước thì con để trong cái chén, con lấy cái tô đút ốp lại. Thì Đức Phật nói: Bây giờ ông để trong cái chén đó, tôi ốp lại giọt nước được bao lâu? Ông nghĩ nó vài ngày nó tan đã hết rồi. Rồi một ông kia nói: Dạ thưa Thế Tôn, con lấy giọt nước Thế Tôn để trong cái tủ con khóa lại. Thì suy cho cùng là cũng không lâu nữa. Như vậy thì đâu ai giữ được giọt nước hay không? Bây giờ này giả sử như tôi trao cho một giọt nước gì giữ được không? Có ai dám giữ giọt nước này không mất không? Khó giữ rồi nghe. Thì Đức Phật nói: Chỉ một cách duy nhất thôi, chỉ một cách duy nhất, khi Như Lai trao giọt nước cho các ngươi, các ngươi phải để giọt nước ấy vào trong đại dương, thì giọt nước ấy mãi mãi không mất. Tất cả chúng ta là giọt nước. Nếu như giọt nước này chúng ta tách rời đại dương thì giọt nước này sẽ bị mất. Nếu giọt nước này chúng ta hòa mình vào đại dương, tất cả chúng ta là giọt nước, chúng ta hòa mình vào đại dương, thì đó là chúng ta từ trên tới dưới thuận hòa, nó sẽ không mất. Chẳng những không mất mà sẽ trường tồn mãi mãi đồng đạo à. Cho nên lúc nào tôi cũng ví mình là giọt nước, lúc nào tôi cũng muốn quý vị là giọt nước, rồi tất cả chúng ta hòa lại với nhau thành một đại dương, gì đâu có mất mát đúng không? Đó mà thực hiện được một cái tinh thần hòa ảo đó thì nó không hết. Và nếu như từ trên tới dưới thượng hòa như thầy dạy, thì lúc bây giờ chúng ta mới là, tức là dưới trên hòa thuận, thì lúc bây giờ chúng ta mới đạt ở chỗ là chọn đường quy nguyên. Kính thưa đồng đạo, chọn đường quy nguyên. Như vậy thì khi đến đây, khi thực hiện được tinh thần đoàn kết đó, thì cuối cùng Đức Thầy dạy là chọn đường quy nguyên, bốn chữ sau cùng. Chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thượng, chọn đường quy nguyên. Như vậy thì chọn đường quy nguyên ở đây, ý muốn nói chỉ chọn là chung, chỉ chọn này là chọn một đó, chỉ chọn là chung một con đường, chỉ chọn xe mà chọn còn một con đường. Như vậy thì khi nói chọn một con đường thì tất cả chúng ta
giàu muốn hay giàu không, giàu thương hay giàu ghét, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đi chung con đường thôi. Con đường về có Phật. Vì vậy cho nên mình phải nhận định như vậy để làm chi? Để khi chúng ta có chưa rẻ, có suy nghĩ gì định lạc, thì mình phải nhớ kỹ là chúng ta một thầy, một đạo, một giáo lý. Như vậy thì một thầy, một đạo, một giáo lý thì không có lý do gì mà chúng ta vì bản ngã rồi mình lại chê ba anh em mình. Vậy là không có chọn đường quy nguyên. Chữ quy là trở về, chữ nguyên là một gốc kinh thường đạo. Chữ nguyên là trở về cái bản thể. Nếu nói chữ nguyên ở đây mà theo tinh thần Phật giáo gọi là nhất bản tán vạn thù. Và từ vạn thù quy nhất bản thì đó gọi là quy nguyên. Còn hôm nay chọn đường quy nguyên thì tất cả chúng ta phải quy về một. Mà về một này có nghĩa là dầu rằng hôm nay đồng đạo chúng ta có trẻ, có già, có người thông tệ, có người làm từ thiện, có người làm tất cả các phương diện khác, nhưng mà cuối cùng rồi tất cả chúng ta cũng phải trở về một, về đạo, đó là chúng ta về dự Long Hoa Đại Hội. Đây là trở về một nè. Cho nên hôm nay chúng ta phải định hướng chung, giờ này mới được về dự hội Long Hoa, đúng như lời thầy dạy. Phật Hương là chỉ rõ máy dự quyền chuyển lập hội Long Hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả. Vì vậy cho nên hôm nay trách nhiệm với thầy đó là Ma Đạo để dựng cuộc hòa minh cấp đại đồng. Cho nên hôm nay muốn dự hội Long Hoa mà đồng đạo chúng ta bắt hòa bắt hảo không đoàn kết thì làm gì chúng ta có mặt trong hội Long Hoa được, làm sao chúng ta được chọn đường quy nguyên. Cho nên nếu nào, nếu như đồng đạo nào về dự hội Long Hoa được thì đồng đạo đó gọi là chính đạo, chúng ta sống đời thượng cổ. Còn nếu như đồng đạo nào mà không về giữ được hội Long Hoa thì người đồng đạo đó gọi là không đắc đạo. Nếu không đắc đạo, không giữ hội Long Hoa thì sao? Thì chúng ta bị diệt. Mà thầy dạy là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lỷ, linh hồn chìm đắm chốn đế hạ. Vì vậy cho nên nếu như mà không chung được con đường này mà đồng đạo nào muốn tách riêng ra đó thì hậu quả linh hồn chìm đắm trốn đại hạ. Hôm nay chúng ta bắt hòa bắt hảo không đoàn kết, ngoài cái việc đứt cổ như tôi vừa nói hồi nãy ngày thầy về, thì bên cạnh đó chúng ta sẽ gần như là sẽ tiêu, gọi là gian tà hồn sát cũng tiêu, không phải là tiêu bình thường đâu. Vì vậy cho nên để đạt được cái kết quả sau ngày này thầy về, mãn trong chờ vận thời đưa đến đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương đó, hay hoặc là bồ đào đủ thánh trà tiên muôn năm cộng lạc cuối hiền tôi chung đó, thì muốn đạt được điều kiện này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải hòa thuận, mình dẹp bỏ đi những cái hiềm khích, dẹp bỏ đi những cái bản ngã, để rồi chúng ta hướng đến cái một, hướng đến Long Hoa Đại Hội, hướng đến cái ngày gặp thầy. Chúng ta còn gặp thầy, chúng ta còn gặp đồng đạo mình nữa, mà nếu như giờ này mình bắt hòa bắt hảo thì làm gì chúng ta gặp thầy, làm gì chúng ta gặp được đồng đạo mình. Kính thưa đồng đạo, do đó cho nên đây là một cái định hướng để chúng ta chọn đường quy nguyên đó. Do đó cho nên hôm nay mình tu phải nhìn đến cái tương lai của mình. Hôm nay mình đừng nghĩ rằng chúng ta ích kỷ tu thân mình nên mình, không có mình nên mình được. Hôm nay mình tu phải cùng hòa nhịp với, hòa với nhau từng nhịp thở của mỗi đồng đạo chúng ta để chia sớt với nhau. Như tôi nói hồi nãy, tất cả chúng ta là giọt nước mà, phải hòa mình vào đại dương chúng ta mới sống được, để chúng ta chung đường đến Long Hoa Đại Hội để gặp Đức Thầy. Gọi là tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát chúng tụ. Hoặc là trên có Phật trời soi việt thế, dưới đầy cơ máu lão hiền ngôi. Thì khi Đức Thầy chúng ta trở về, tất cả đồng đạo chúng ta phải là những người hiền lành, những người thánh thiện, những cái người bất phân nhân ngã, những cái người đoàn kết thương yêu lẫn nhau như con một cha, mới có mặt với nhau trong ngày này. Còn nếu bắt hòa bắt hảo chia năm xẻ bảy với nhau thì ngày này chúng ta không có mặt đồng đạo. Mình phải khẳng định ở tương lai là vậy. Thì đó là chọn đường quy nguyên. Và chọn đường quy nguyên cuối cùng nữa là gì? Học gặp với nhau ở hội Long Hoa xong thì sau đó chúng ta còn gặp với nhau ở một cái lần cuối cùng, đó là chúng ta được về cõi Phật. Chúng ta gặp nhau ở cái lần cuối cùng mà Đức Thầy dạy là ước trăm họ nhà mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàng. Và khi muốn đạt về cực lạc một đàng thì cũng không thể thiếu cái tinh thần đoàn kết. Nếu như ở đây chúng ta bắt hòa bắt hảo thì không được rồi. Bởi vì trên cõi Phật kia không dung chứa những người bắt hòa bắt hảo.
mà trên cõi Phật kia chỉ dung chứa những người gọi là chữ hòa thuận, kể sao cho xiết tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, sẵn vị nơi rành phân thượng hạ, khỏi khổ câu oán ghét gặp nhau. Mà nếu như giờ này chúng ta còn quán ghét, còn oán ghét, chúng ta còn bất hòa, thì không bao giờ chúng ta được sanh về cõi Phật, không bao giờ chúng ta đi chung một con đường trở về với Phật, trở về với cái nguyên gốc của mỗi con người chúng ta, đó là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Kính thưa đồng đạo, cho nên trở lại qua bốn câu giảng mà thầy dạy, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khô giọng vàng đã tức bốn phương, chính hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quý nguyên. Đức thầy muốn nhắc nhở tất cả đồng đạo chúng ta giờ này, vào thời kỳ này, chúng ta phải đoàn kết với nhau, phải liền lưng đau cật với nhau, đoàn kết với nhau để xiển dương chánh pháp của Đức Thầy. Chúng ta phải luôn luôn nhớ là Đức Thầy dạy trong Ân Tam Bảo, nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được tinh, được minh mẫn, đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dừng kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng các tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Cho nên qua lời thánh ngôn của Đức Thầy dạy ở đoạn cuối Ân Tam Bảo, thì giờ này cái bổn phận trách nhiệm chúng ta rất là nặng nề, chúng ta cần phải tu hành, cần phải đoàn kết, để chúng ta đạt được cái kết quả giải thoát rồi, chúng ta phải tạo điều kiện thắp lên cái ngọn đuốc từ bi chí thiện, để cho cả cuộc đời này, cả thế giới này đều hiểu được đạo Phật giáo hoàn hảo. Đó là một nhiệm vụ quan trọng mà Đức Thầy để lại chúng ta qua bốn câu giảng này. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta giờ này, mình không thương mình thì thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải thương Thầy, chúng ta phải thương cái sự nghiệp độ đời Đức Thầy. 7 năm 10 tháng 7 ngày Đức Thầy đã chịu biết bao nhiêu khổ sở rồi, tâm can tỳ phới thận đau hoài, hay vì sanh chúng còn lao lý, nguyện uống cho đời chán thuốc cây. Vì vậy cho nên Đức Thầy chúng ta đã chịu biết bao khổ sở rồi, Đức Thầy chúng ta vắng mặt rồi, cái nhiệm vụ còn lại Thầy giao cho chúng ta. Cho nên chúng ta không có lý do gì, cái bản ngã cá nhân của mình, mà chúng ta phải nghĩ đến Thầy. Từ ban trị sự đến tất cả đồng đạo thân yêu của chúng ta, mình phải trên dưới một lòng. Bởi vì có trên dưới một lòng, có đoàn kết thực hiện điều đấng cấm thứ 8, thì chúng ta mới phát huy nền đạo, chúng ta mới phát triển ở phần tâm thức. Để rồi đó là nhân, khi chúng ta gặp Thầy, để gặp Phật khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Còn nếu như giờ này chúng ta bất hòa bất hảo, không đoàn kết với nhau, thì tôi tin chắc rằng khi gặp Thầy gặp Phật chúng ta thẹn lắm. Coi chừng gặp Phật chúng ta về không được, ở lúc bây giờ chúng ta không được thưởng, mà lúc bây giờ chúng ta là cái người bị tội, bị Thầy xử, bị Phật xử, thì lúc bây giờ uổng tiếc cuộc đời chúng ta. Cho nên hôm nay đồng đạo đừng vì cái hiện tại giả tạm này, đừng vì cái danh vị giả tạm này, đừng vì cái cá nhân bản ngã ích kỷ nhỏ mọn ở giả tạm này, mà chúng ta nên vì cái chung của đạo. Qua bốn câu giảng này, ý Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta vì cái chung của đạo, vì sự phát triển của đạo. Cho nên tinh thần đoàn kết là một cái dấu hiệu không thể thiếu cho người đắc đạo, để phát huy trên mọi cái lĩnh vực đời sống cũng vậy, tâm linh cũng vậy, tôn giáo cũng thế thôi. Nếu chúng ta không đoàn kết thì không bao giờ phát triển. Nếu chúng ta có đoàn kết thì mình mới xin được cái phước đức, mới dẹp được phiền não, và từ đó thì tương lai sẽ gặp Thầy, tương lai sẽ dự hội lâm hoa, và tương lai chúng ta sẽ được về cõi Phật. Chúng ta sẽ giả từ cái cõi đời ô uế này, để chúng ta đạt cái chỗ gọi là không già, không bệnh, hết ngày nào lo. Kính thưa đồng đạo, thì cũng trên dưới 90 phút, chúng tôi cũng cố gắng làm nhiệm vụ của mình, thì đến đây cũng đã làm xong nhiệm vụ qua trình bày 4 câu giảng trong bài thu thập cuối. Thì trong quá trình trao đổi thì cũng không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ. Và đặc biệt thì trong buổi thuyết giảng hôm nay, chúng tôi rất là hoan hỷ các cấp chính quyền địa phương, nhất là ông phó chủ tịch ủy ban và phó chủ tịch mặt trận xã này đây, cùng với các vị đại diện ở các ban ngành đoàn thể, thì cũng đã ngồi xuống với chúng ta trong buổi sáng hôm nay 2 giờ đồng hồ. Thì chúng tôi cũng hết sức là quý kính và cảm ơn, cũng như hết sức là hoan hỷ với tinh thần cao quý của quý vị đại diện chính quyền địa phương, của ủy ban nhân dân cũng như mặt trận tổ quốc tại đây đã ủng hộ, ngoài cái việc về pháp lý cho phép thuyết giảng, rồi ủng hộ về công tác yểm trợ an ninh,
chẳng vậy mà còn phải ngồi đây suốt buổi để cùng ban tổ chức và chúng tôi, thì đây là một điều rất là cao quý. Thì cũng xin đại diện cho ban phụ điền giáo lý ban trị sự trung ương xin chân thành cảm ơn những cái tấm lòng cao quý của quý vị quan khách, và không quên cầu chúc cho các vị luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành đạt để lo cho dân cho nước. Còn ngày hôm nay cũng như chúng ta đã biết rằng là một ngày lễ Vu Lan báo hiếu, thì tôi tin chắc rằng với cái sự tham dự của quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý ban tổ chức nơi đây trong cái công tác phổ truyền này, thì nhất định sẽ có được phần công đức. Vì vậy cho nên nếu như hôm nay trong buổi tuyên dương Phật pháp này được phần công đức, thì quý vị ban tổ chức cũng cho phép chúng tôi hồi hướng công đức ấy đến cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ chung của chúng ta. Nếu như ông bà cha mẹ quá giảng thì nhờ công đức này sẽ được vãng sanh về cực lạc. Nếu như ông bà cha mẹ chúng ta vẫn còn hiện tiền, nhờ công đức này sẽ giúp cho ông bà cha mẹ chúng ta được sống lâu, hưởng điều phước thọ quý báu nhất trong cõi đời này. Và cuối cùng, tất cả đồng đạo chúng ta phải cố gắng tu hành, thực hiện đúng là Đức Thầy đã dạy, nhất là trong tinh thần đoàn kết mà Đức Thầy đã dạy rất rõ trong quyển Phiến Thiện, đó là nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.